Để chào tất cả anh em nhé. Mình là shop Vũ Tiến. Hôm nay mình giới thiệu anh em lưới chim đêm bên mình này. Đấy, tổ lưới bên mình đây. Đấy, thì vào đất xong về chạy ra đây liền nhé. Nên Bình Thuận đây. Điện rồi. Đấy, ghé ông anh. Anh dẫn đi đánh chim đêm này. Đấy, công tác chuẩn bị bên mình này. Anh em xem này. Đấy, loa rồi bình. Đấy, đầy đủ hết rồi. Chờ kết quả buổi tối thôi. Đó, cái khẩu lưới này là bên mình là khẩu cao 8m4 nha anh em. Đó. 8m4 này. Mắt lưới 8 phân này. Đó. Lưới này là lưới mắt ngang nha anh em. Đó, anh em thu tùng thu túi sao cho khoảng 4m là bao đẹp luôn. Đấy. Gió chiều này không? Đây rồi. Tối này là đâm cắn trên nhiều nhất. Đó. Anh em cần mặt hàng gì thì liên hệ mình nhá. Đó, số điện thoại mình thì để trên video clip. Đấy. Tất cả các mặt hàng lưới tàng hình ban ngày cũng như ban đêm. Đó. Rồi loa, thòng, đấy, mẹt, giò gà các thứ đầy đủ hết nhá. Đấy, anh em xem. Đấy. Đây là chòi. Để công tác chuẩn bị cho các cụ nữa. Đấy, anh em xem, bãi rất là đẹp nhá. Rồi kết quả như nào thì video kế tiếp mình đưa lên anh em cứ xem. Đó, anh em cảm thấy hay thì cho mình một like cũng như một chia sẻ nhé. Và đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Rồi xin chào tất cả anh em.